Trong trận đấu này thì các cầu thủ đến từ Bình Dương sẽ giành quyền chơi bóng trước, và ngày hôm nay họ đang thi đấu với bộ trang phục áo xanh, quần đen và tay xanh. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Có thể nói các bạn ở bán kết ở mùa giải vừa qua cũng là một sự thành công của đội bóng đến từ Bình Dương. Nhưng họ lại đề thủ chính đội bóng mà mình đã chiến thắng vòng loại với tỷ số 2-1. Một tình huống thật sự nguy hiểm. Trên Bình Dương, Bình Vinh tranh chấp rất tốt, và đây là cơ hội nguy hiểm. Không vào. Đỗ Huy Hiếu là người đã kết thúc, và đó là một pha xỉ bóng rất hay của Hình Vinh. Gọi cực kỳ rõ ràng dành cho đội bóng áo vàng nữa, nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng cho mình. Và thật lực cũng chưa thật sự là quá tốt dành cho Trang Lập. Cần phải lấy bóng rất hay. 3-2. Đỗ Văn Minh. Đỗ Văn Minh đây rồi. Không vào. Vẫn không vào. Bóng vẫn chưa đi vào lưới của cầu thủ áo xanh. Quá tiếc. Văn Minh đã xử lý quá hay ở những tình huống trước đó. Chúng ta cùng theo dõi là tình huống quan trọng và xử lý bình tĩnh trong khu vực vòng cấm của đối phương. Và đáng tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của Đỗ Văn Minh thì nó bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Thành Luyện. Sút sáng vào. Cú đá quá đẹp của cầu thủ số 5, đó là Đậu Thành Luyện bên phía dây như Bình Dương. Cuối cùng thì tỷ số đã được mở dành cho đội bóng áo xanh. Sau những bế tắc, sau những gọi bị bỏ lỡ thì Thanh Luyện là người đã phá vỡ bế tắc đó cho đó mình và mang đến hy vọng và điểm số đầu tiên cho trong trận đấu này trước Mạt Bisa. Cú đá quá căng với quỹ đạo đi bóng đi cướp xuống và khiến cho Phục Bắc không thể kiểm soát đường chạy bóng. Và thắng đến ở phút thứ 20 của hiệp 1. Một khoảng thời gian khá dài mà hai đội cũng đã tạo ra được rất nhiều những cơ hội trong con này nguy hiểm. Vào! 2-0 dành cho Thiên Nhiên Bình Dương. Đó là một món quà mà nó được dành tặng cho cầu thủ số 23 của đội bóng xanh. Từ một tình huống nỗ lực phá bóng và bóng đá đi đúng vị trí của số 23, đó là Lê Ngọc Thương. Lê Ngọc Thương là người đã chấp thời cơ tốt với món quà vừa rồi mà đối phương đã dành cho số 23 này. Cú đá về góc xa khung thành của Phục Bắc không mạnh nhưng nó đầy sự hiệp hóc để đánh bại được Phục Bắc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thế lực Văn Minh vào. Bàn thắng quá đẹp của Đỗ Văn Minh trong cuộc đối đầu này. 2-1. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Mạt Bisa. Như những gì mà Phanh đã nói ở những phút trước thì Bisa đây là thời điểm họ đang cần bàn thắng để hy vọng cho hiệp 2. Và ngay lập tức thì Đỗ Văn Minh đã tạo ra một siêu phẩm vào trong trận đấu này và đã có câu trả lời dành cho Thanh Luyện bên phía đội bóng áo xanh. Chất lượng chuyền bóng của hai đội với những cuộc đối đầu gần đây đều là rất nguy hiểm. Cơ bao bóng đã chạm cột dọc và khiến cho phản ứng bất ngờ. Và đội bóng xanh lúc này đang nỗ lực tấn công và đi tìm thêm những bàn thắng cho mình. Đỗ Văn Minh xử lý hơi chậm của Văn Minh nhưng vẫn còn cho các thủ Bisa. Ngọc Luận và thì bóng hay. Đỗ Văn Minh đây rồi, siêu. Hai đều dành cho cuộc đối đầu giữa hai đội. Và đó là cú đúp bàn thắng của Đỗ Văn Minh. Một trận đấu mà Văn Minh đã chơi quá xuất sắc ở vị trí tiền đạo. Sự tự người và sự sắp xếp vị trí trên sân khi mà họ đã để thua 0-2 đã là cực kỳ ấn tượng. Sự sắp xếp những con người trở lại những vị trí trên sân. Văn Minh đã tận dụng tốt với pha đi bóng đầy tự tin của mình. Một pha xử lý đầy tự tin của Đỗ Văn Minh và đã mở ra một khoảng trống rất lớn. Cú đá chéo góc bóng đi chìm và khiến cho đừng phải bó tay lần thứ hai trong trận đấu này. Tỷ số đã được Quân Vinh 1-2 đều và lúc này như vậy sẽ không có yêu cầu nào đến từ ban huấn luyện của Trần Bình Dương ở tiếng họ cho rằng đối phương đã phạm lỗi để chuyển sáng nhanh từ phòng ngự sang phản công. Chúng ta cùng chờ đợi xem tình huống sản xếp này của đội bóng áo vàng. Ngọc Luận, Hùng Hậu, quán trống siêu không vào. Phan Thông dành cho đội bóng đến từ Bình Dương. Chúng ta cùng chờ xem tung đá đây. Không vào. Phục Bắc đá bằng ra rất xa để ngăn chặn cú đá của cầu thủ số 6 bên phía dây Bình Dương.
đó là pha tăng tốc của Nguyễn Trọng Phúc. Thành Nguyện có khoảng trọng đi xuất sắc. 3-2 dành cho đội bóng đến từ Bình Dương, và đó là cú đúp bàn thắng của Thành Nguyện. Không có một cầu thủ nào bên phía đội bóng Misa rất để cho Thành Nguyện có quá nhiều khoảng trống, đủ thời gian để ngắm nghía góc đá cho mình. Và anh đã hoàn tất cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay với hai siêu vọng sút xa. Thành Nguyện là cầu thủ có khả năng sút xa tốt và nó đã được phát huy một cách tối đa trong trận đấu này. Và nỗ lực trong trận đấu này trước Monovisa, một đối thủ luôn cạnh tranh rất nguy hiểm, và tỷ số được nâng lên 4-2 dành cho đội bóng áo xanh. Với vai trò phòng ngự thì không thật sự là điểm mạnh của Hình Vinh. Người đã ghi bàn cho Dây Bình Dương là cầu thủ áo số 74, đó là Nguyễn Văn Đoàn. Một vị trí hậu vệ cánh của đội bóng áo xanh đã hỗ trợ tấn công khá tốt, và anh cũng đã tận dụng thời cơ và Đinh Thiên Bình lên bàn tỷ số trong trận đấu này. Khoảng cách lúc này đang là 2 bàn, và kịch bản trong hiệp 1 đã xuất hiện trở lại trong hiệp 2. Họ đã để cho đối phương có nhiều khoảng trống để xử lý bóng. Văn Minh coi không được, đã rất nhanh của đội Văn Minh, và Quang Tuấn cũng đã không thể tiếp cận trái bóng một cách nhanh nhất để tạo ra cú đá tạo thành của mình. Ở trong một bối cảnh, trong một tư thế quay lưng với cầu thủ đối phương, rất nguy hiểm. 4-3, đó là pha chất tay cờ của Hình Vinh. Bây giờ thì khoảng cách chỉ còn lại một bàn mà thôi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Monovisa đã được đền đáp với bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này, sau hàng loạt những tình huống đưa bóng gần với thủ thành của đối phương. Hình Vinh là người đã mang đến hy vọng cho đội bóng mình để có điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là mỗi khi là bóng này gặp nhau thì nó luôn mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho chúng ta, và khiến cho anh Đức phải chia điểm. Giờ này nỗ lực của Đình Hải, phản công dành cho Bình Dương. Cả ngang, rất may là đường chuyền của Đình Hải đã không thể vượt qua được đôi tay của Hồ Bắc. Phản công tiến lực rất hay, chặn lắm Huy Hiếu. Đây rồi, không vào. Cú đá đi đúng vị trí của An Ninh. Quả đá phạt góc dành cho đội bóng Monovisa. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và Bình Dương đang cần phải luôn trong trạng thái cực kỳ tập trung và mang đến sự an toàn. Trần Công Luận. Một trận đấu điên rồ, một kỳ bản có thể nói là không thể đoán trước được vào trong trận đấu cũng như ngày hôm nay của hai đội. Quá điên rồ, Ngọc Luân đã tạo ra siêu phẩm chập cháy và bóng đã được đi đúng vào điểm nối của sàn nghe một con sông. Bình Dương đã không thể giữ vững kết quả của mình, thành quả của mình đã tạo ra trong hiệp hai, và để cho Malaysia có được bàn thắng thứ tư ở trong một khoảnh khắc tỏa sáng đến từ Ngọc Luân, điểm mười cho chất lượng với siêu phẩm vừa rồi. Một trận đấu mà chúng ta đã chứng kiến quá nhiều những siêu phẩm, quá nhiều những kịch tính, quá nhiều những trò hợp trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là Bình Dương và Misa luôn mang đến những cung bậc cảm xúc như vậy. Và trận đấu đã khép lại với tỷ số 4-0. Bình Dương họ chỉ biết trách mình mà thôi, họ không thể trách ai cả trong trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 2, trong bối cảnh họ có được 4-2 với kết quả của mình, nhưng để cho Misa có được 2 bàn thắng liên tiếp và hòa 4-0 ở những giai đoạn cuối cùng của trận đấu, một trận đấu kịch tính, một trận đấu quá nhiều những cảm xúc, một trận đấu đáng xem.